CEO Đại Nam nói rõ về việc réo tên 36 nghệ sĩ đòi sao kê, đây là cơ hội để chứng minh những người tử tế. Long Nhật tiết lộ danh tính kẻ đứng sau tung tin lập group tẩy chay Hồ Văn Cường. Hà Nội rét 18 độ, nhiều tỉnh miền Trung tiếp tục mưa rất to. Luật sư bị tố hành hung bà Phương Hằng lên tiếng phủ nhận, buổi làm việc diễn ra từ 8 giờ 30 đến 13-14 giờ thì kết thúc. Vụ thổi giá tại bệnh viện tim gây thiệt hại trên 40 tỷ đồng. Kính chào quý vị, chúc quý vị có một ngày mạnh khỏe để cùng đón xem tin tức cập nhật mới nhất từ tin tức 24 giờ. Hãy cùng đồng hành cùng chúng tôi để lắng nghe những tin tức mới nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày. Đến với bản tin ngày hôm nay, kính mời quý vị hãy cùng điểm qua các nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. CEO Đại Nam nói rõ về việc réo tên 36 nghệ sĩ đòi sao kê, đây là cơ hội để chứng minh những người tử tế. Tối ngày 17 tháng 10, CEO có buổi livestream nói rõ về ồn ào réo tên 36 nghệ sĩ từng kêu gọi từ thiện để ủng hộ đồng bào miền Trung gặp lũ lụt. Nữ CEO phân trần rằng đây là cơ hội để chứng minh những người tử tế và cũng là cơ hội để biết ai là người ăn chặn từ thiện. Vậy cho công bằng, bởi vì kêu thì phải kêu cho nó hết, không phải người này thì kêu, người kia không kêu. Cái điều đó rất chính đáng. Tại sao đều cùng đi làm từ thiện mà người gian, người chứng minh mình không gian? Nếu như mình không gian thì đây có phải cơ hội cho mình sáng sủa lên không? Và nếu mình gian thì mình chạy đâu cho thoát? Trước đó ít ngày, nữ trợ lý của CEO Đại Nam khiến dân tình xôn xao khi đăng tải trên trang cá nhân kèm 36 cái tên được cho là tham gia trong giải ăn chặn mở rộng. Từ cuối tháng 4 đến nay, showbiz Việt rối ren bởi những bê bối liên quan đến câu chuyện nghệ sĩ kêu gọi tiền từ thiện. Một điểm chung là đại đa số các nghệ sĩ bị réo tên đều từng tham gia quyên góp trong đợt lũ lụt tại miền Trung từ tháng 10 năm 2020. Những số tiền lên đến hàng tỷ, thậm chí là trăm tỷ, nhưng có sự mập mờ trong việc giải ngân, giấy tờ, khiến dư luận đặt dấu chấm hỏi lớn về sự minh bạch với phía nghệ sĩ. Hàng loạt những nghệ sĩ đình đám như nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh, MC Đại Nghĩa, MC Trấn Thành, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên, vợ chồng diễn viên Lương Thế Thành, Thúy Diễm, cựu người mẫu Tràng Trần liên tục là những cái tên bị CEO réo gọi trên livestream và nhận được sự quan tâm rất lớn của dân mạng. Một trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh cho sinh viên đến trường học thực hành trực tiếp. Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh vừa qua đã có thông báo chính thức về việc cho sinh viên đến trường học thực hành trực tiếp. Theo đó, nhà trường triển khai cho sinh viên đăng ký học trực tiếp tại trường trong phòng thực hành, thí nghiệm để hoàn thành đề tài, khóa luận, chuẩn bị kết thúc khóa học. Để đảm bảo tiến độ đào tạo theo kế hoạch, trường thông báo cho sinh viên khóa 08DH, 09DH có nhu cầu đến phòng thí nghiệm để hoàn thành đề tài, khóa luận, chuẩn bị cho kết thúc khóa học. Điều kiện đăng ký, sinh viên đã tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 đủ 2 mũi, mũi 2 sau ít nhất 14 ngày, hoặc là người mắc COVID-19 đã khỏi bệnh, có giấy chứng nhận do cơ quan thẩm quyền cấp. Sinh viên phải thực hiện đầy đủ các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19 khi tới trường. Sinh viên được học trực tiếp tại trường ngay trong tháng 10, tuy nhiên trường có 3 bước để triển khai thực hiện. Trước đó, một số trường đại học khác trên địa bàn thành phố cũng có kế hoạch cho sinh viên đã tiêm vaccine được đến trường học trực tiếp, như Trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Trước mắt các trường chỉ cho phép sinh viên đủ điều kiện được đến trường học thực hành, thí nghiệm, đồ án môn học và luận văn tốt nghiệp. Long Nhật tiết lộ danh tính kẻ đứng sau tung tin lập group tẩy chay Hồ Văn Cường. Tối ngày 16 tháng 10, cư dân mạng dậy sóng trước thông tin một nữ ca sĩ Tố Long Nhật là người đứng sau giật dây, nhắn tin lôi kéo các nghệ sĩ trẻ lập nhóm tẩy chay Hồ Văn Cường, triệt đường trở lại sân khấu của giọng ca trẻ. Trước thông tin này, ca sĩ Long Nhật liên tục kêu oan, anh cho biết thông tin xúi dục người khác lập group tẩy chay Hồ Văn Cường là bịa đặt. Mới đây nhất, Long Nhật tiếp tục lên tiếng cho hay, sau một đêm thức trắng, nam ca sĩ và ekip đã tìm ra danh tính kẻ đứng sau toàn bộ vụ việc. Chiều ngày 17 tháng 10, nam ca sĩ đăng tải trên trang cá nhân thông báo đã tìm ra danh tính người đứng sau, giật dây toàn bộ vụ việc. Cụ thể, Long Nhật chia sẻ, tôi đã tìm ra được kẻ đứng sau ca sĩ tự phong kia, cố tình bịa đặt vu khống hòng chia rẽ tình nghệ sĩ của chúng tôi. Rất nhiều tờ báo lớn chính thống uy tín trên cả nước đã và đang đưa tin chính xác, lên tiếng bảo vệ lẽ phải, bảo vệ Long Nhật. Tiết lộ này của Long Nhật khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao, nhiều ý kiến ủng hộ Long Nhật và khuyên nam ca sĩ nên kiện kẻ tung tin thất thiệt để lấy lại danh dự. Hiện tại, nam ca sĩ cũng đang khóa bình luận trên trang cá nhân. Hà Nội rét 18 độ, nhiều tỉnh miền Trung tiếp tục mưa rất to. Sáng sớm nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Trung Trung Bộ. Ở Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giờ cấp 9. Dự báo trong ngày hôm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, kết hợp nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên ngày hôm nay ở khu vực từ phía Nam Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông. Từ nay đến ngày 19 tháng 10 ở khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ có mưa rào, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.
Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh, có nơi trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 18 đến 21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 2 cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Ngày hôm nay ở vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6 giật cấp 7 cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét khiến cho biển động. Từ đêm nay gió trên các vùng biển giảm dần. Tại khu vực Hà Nội, từ nay đến ngày 19 tháng 10 có lúc có mưa, mưa rào và dông, trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 18 đến 20 độ. Luật sư bị tố hành hung bà Phương Hằng lên tiếng phủ nhận, buổi làm việc diễn ra từ 8 giờ 30 đến 13-14 giờ thì kết thúc. Trong buổi livestream trên mạng xã hội chiều 17 tháng 10, bà Nguyễn Phương Hằng cho biết bà bị một nhóm người hành hung. Cụ thể khi livestream, bà Hằng nói, chiều ngày 16 tháng 10, bà đến trụ sở phòng cảnh sát hình sự PC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh để làm việc về vấn đề kiện tụng liên quan đến ông Võ Hoàng Yên. Lúc này có sự xuất hiện của ông Võ Hoàng Yên và 4 luật sư của phía ông. Riêng một luật sư còn ngồi gác hai chân lên bàn làm việc. Bà Phương Hằng cho biết lúc đó ông Võ Hoàng Yên và 4 luật sư hành hung bà tại Công an thành phố Hồ Chí Minh có sự chứng kiến của cán bộ công an. Bà Hằng khẳng định ông Võ Hoàng Yên đánh bà trong khi một luật sư đứng lên tiến tới xỉ vả vào mặt bà. Và sau đó, chính người công an đang thụ lý vụ án này đã gọi điện thoại cho vài người công an nữa xuống giữ trật tự. Trong clip livestream, bà Hằng có nêu rõ tên của luật sư ca. Bà Phương Hằng còn tuyên bố chịu trách nhiệm trước pháp luật về phát ngôn của mình, đồng thời nói sẽ làm đơn yêu cầu Bộ Công an và các cơ quan chức năng yêu cầu trích xuất camera để làm rõ xử lý vụ việc. Tôi cam kết những điều tôi nói là sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật, bà Hằng quả quyết trong livestream. Liên quan đến sự việc nói trên, theo thông tin trên, một nguồn tin phía cơ quan công an cho hay chưa nghe và sẽ cho nắm lại vụ việc. Một nguồn thông tin khác thì nói rằng có sự việc bà Hằng cùng một luật sư gặp mặt với ông Võ Hoàng Yên và nhóm luật sư của ông Yên tại trụ sở phòng PC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh. Hai bên có lớn tiếng nhưng không có chuyện bà Hằng bị hành hung. Bên cạnh đó, luật sư LTK, người được bà Hằng nêu tên trong livestream, cho biết ngày 16 tháng 10, Công an thành phố Hồ Chí Minh mời các bên lên làm việc về nội dung bà Hằng tố cáo ông Yên lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, luật sư K khẳng định hoàn toàn không có việc bà Hằng bị hành hung như nội dung bà livestream. Buổi làm việc diễn ra từ 8 giờ 30 đến khoảng 13-14 giờ trưa thì kết thúc. Tàu hàng cùng 20 thuyền viên mắc cạn ở biển Quảng Trị. Tối ngày 17 tháng 10, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã có báo cáo nhanh về trường hợp tàu Glory Future bị mắc cạn trên vùng biển tỉnh này. Theo đó, vào trưa cùng ngày, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị nhận được tin tàu vận tải Glory Future chở 20 thuyền viên, gồm 8 thuyền viên quốc tịch Trung Quốc và 12 người Việt Nam, do ông Hu Hoyang, 50 tuổi, quốc tịch Trung Quốc làm thuyền trưởng bị mắc cạn. Thời điểm bị mắc cạn, tàu đang neo đậu cách phao số 0 khoảng 3 hải lý, chờ nhập 26.000 tấn cát xuất đi Hàn Quốc. Do gặp sóng to, gió lớn nên tàu bị đánh giạt về bờ Nam Cảng Cửa Việt, cách bờ 2 km. Do tàu vận tải có trọng lượng lớn, trang thiết bị trên tàu hiện đại, khi hoạt động trên biển có thể chịu được sóng biển cấp 11-12, nên thuyền trưởng đề nghị sẽ neo đậu tại vị trí mắc cạn. Khi mưa lớn đi qua, sẽ tính phương án di chuyển tàu ra khỏi vị trí mắc cạn. Đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Cửa Việt, Quảng Trị đã tham mưu cho vụ cảng hàng hải Quảng Trị, yêu cầu thuyền trưởng viết cam kết, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho phương tiện cùng các thuyền viên trên tàu. Vụ thổi giá tại bệnh viện tim gây thiệt hại trên 40 tỷ đồng. Trong vụ án xảy ra tại Bệnh viện Tim Hà Nội, đến nay Cơ quan Cảnh sát Điều tra C03 Bộ Công an đã khởi tố 9 bị can có liên quan về tội danh vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Trong đó, khởi tố bắt tạm giam đối với 4 bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ và cán bộ đương nhiệm Bệnh viện Tim Hà Nội, gồm Hoàng Thị Ngọc Hường, nguyên phó giám đốc, Nguyễn Thị Dung Hạnh, kế toán trưởng, Đoàn Trọng Bình, nguyên phó phòng vật tư, Nghiêm Tuấn Linh, nguyên phó trưởng phòng vật tư. Các bị can còn lại là Trần Phú Hưng, tổng giám đốc và Nguyễn Hồng Dũng, phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Định giá AIC Việt Nam, Công ty AIC Việt Nam, Nguyễn Trung Dũng, chuyên viên thẩm định giá Công ty AIC Việt Nam, Phạm Huy Lập, giám đốc Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Hoàng Hà và Phạm Thị Kim Oanh, kế toán trưởng công ty này. Đáng chú ý, C03 xác định tại hai gói thầu mua sắm vật tư, hóa chất, thiết bị y tế cho thấy đã gây thất thoát số tiền hơn 40 tỷ đồng. Quá trình điều tra, C03 xác định một số lãnh đạo cán bộ Bệnh viện Tim Hà Nội và là thành viên hội đồng mua sắm, thành viên tổ chuyên gia đấu thầu, thành viên tổ thẩm định đấu thầu cùng một số cán bộ công ty AIC Việt Nam đã có các hành vi vi phạm hoạt động đấu thầu trong việc mua sắm vật tư, hóa chất, thiết bị y tế tại Bệnh viện Tim Hà Nội, làm tăng chi phí, gây thiệt hại tài sản cho nhà nước và người bệnh, ảnh hưởng đến hoạt động khám chữa bệnh, gây bức xúc trong dư luận nhân dân. Phát hiện xe tải chở 5 tấn cá nục vi phạm nhãn mác. Lô hàng 5 tấn cá nục do bà PTTT tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang làm chủ, có nhãn gốc bằng tiếng Trung Quốc nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam theo quy định, trị giá gần 150 triệu đồng. Trước đó, vào lúc 14 giờ 10 phút ngày 14 tháng 10, đội quản lý thị trường số 1 phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Tiền Giang tiến hành kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát 63C12069 tại chốt kiểm soát dịch bệnh số 3 thuộc xã Tân Hương, huyện Châu Thành.
Qua kiểm tra, phát hiện trên xe có 5 tấn cá nục nguyên con đông lạnh được chứa trong 500 hộp, khối lượng 10 kg một hộp. Lô hàng này do Trung Quốc sản xuất, có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật thủy sản nhập khẩu và hóa đơn chứng từ đầy đủ. Tuy nhiên, hàng hóa có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt. Chủ hàng hóa là bà PTTT, sinh năm 1982, ngụ tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Bà T mua hàng của một công ty ở thành phố Hồ Chí Minh đang trên đường vận chuyển về Tiền Giang để bán thì bị tổ công tác phát hiện. Đội quản lý thị trường số 1 lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà PTTT về hành vi hàng hóa nhập khẩu có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam, trị giá tăng vật gần 150 triệu đồng. Vụ việc đang được hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý theo quy định. Nam sinh tử vong khi học trực tuyến, người có mùi xăng. Liên quan đến trường hợp học sinh lớp 5 ở Nghệ An tử vong trong khi học trực tuyến, ngày 17 tháng 10, ông Hồ Viết Sĩ, Chủ tịch UBND xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An cho biết, hiện tại cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc. Theo ông Sĩ, sau khi xảy ra sự việc, gia đình em NVQ, học sinh lớp 5, trường tiểu học Nam Anh, cũng đã liên hệ với xã để thông báo tai nạn rủi ro. Còn trước khi xảy ra sự việc, em Quy có đi mua xăng về cho mẹ để đổ vào xe máy đi làm. Còn theo thông tin trên báo chí, ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết, ông có nhận được tin từ ngành y tế khi cháu Quy vào cấp cứu, trên người cháu có mùi xăng và bị bỏng. Như đã đưa tin, vào chiều ngày 14 tháng 10, em Quy dùng điện thoại đang cắm sạc để học trực tuyến. Ca từ 15 đến 17 giờ, khi đang học bất ngờ chiếc điện thoại phát nổ, khiến em Quy gặp tai nạn và tử vong sau đó. Kiểm tra tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu được bộ quần áo bị cháy đen có mùi xăng, trong nhà cũng còn một chan chứa một ít xăng. Chính phủ Mỹ dành thêm ngân sách tài trợ cho người di cư Trung Mỹ. Ngày 17 tháng 10, chính phủ Mỹ thông báo sẽ dành thêm ngân sách 20 triệu đô la Mỹ cho các nước Trung Mỹ để hỗ trợ người di cư, đồng thời tái kích hoạt chương trình Hãy trụ lại Mexico mà cựu Tổng thống Donald Trump từng khởi động. Số ngân sách này sẽ được phân bổ cho Mexico và các nước Trung Mỹ nhằm đáp ứng nhu cầu tối thiểu cấp bách của khoảng 700.000 người đang yêu cầu tị nạn và người di cư dễ bị tổn thương, theo thông cáo của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Nick Price. Nguồn kinh phí này dự kiến sẽ được sử dụng để hỗ trợ người di cư, tiếp cận các cơ chế bảo vệ quốc tế, các dịch vụ y tế tinh thần và hỗ trợ tâm lý, tư vấn pháp lý, nơi tị nạn và chăm sóc sức khỏe, kể cả việc phòng ngừa và điều trị COVID-19, cũng như để phát triển khả năng bảo vệ người di cư của các chính phủ trong khu vực. Với khoản ngân sách mới này, tổng số tiền mà Mỹ đã hỗ trợ cho các nước trong khu vực này để giảm bớt luồng di cư đã lên mức 331 triệu đô la Mỹ, theo thống kê chính thức của Bộ Ngoại giao Mỹ. Thông báo viện trợ này được đưa ra vào cùng thời điểm Bộ Nội an Mỹ trình tòa án bang Texas giáp với Mexico văn bản về việc tái khởi động chương trình giao thức bảo vệ người nhập cư MPP hay còn được gọi phổ thông là Hãy ở lại Mexico, từng được cựu Tổng thống Trump khởi động năm 2019, trong đó quy định mọi người di cư xin định cư tại Mỹ phải ở lại tại phần bên ngoài biên giới nước này trong quá trình xét duyệt. Chính sách mà Tổng thống Joe Biden từng lên án là vô nhân đạo nhưng hiện tại đang muốn tái kích hoạt. Moscow nhắc nhẹ về loạt vũ khí hạng nặng khi thổ dồn quân elite. Trong những ngày qua, hàng nghìn phiến quân và quân đội Thổ Nhĩ Kỳ dưới sự bảo trợ trực tiếp của Ankara đã bắt đầu di chuyển đến gần các khu vực triển khai của quân đội chính phủ Syria SAA ở elite. Được biết, những chiến binh Thổ Nhĩ Kỳ chủ yếu được trang bị xe bán tải với súng máy cỡ lớn và súng phòng không. Đồng trục được lắp trên thân xe. Điều này cho thấy các chiến binh sẵn sàng tấn công lực lượng đường không nếu Nga và Syria cố gắng can thiệp. Trong bối cảnh này, hãng AMN dẫn nguồn tin quân sự Nga cho biết, một kịch bản dùng vũ khí hạng nặng đã được Nga tính đến, đó là các máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 để tấn công lực lượng này một khi lực lượng Nga và quân chính phủ Syria bị tấn công. Hiện nay, những đơn vị tinh nhuệ nhất của SAA nằm trong khu vực giảm leo thang căng thẳng đã được đặt trong tình trạng báo động đầy đủ. Trong khi đó, máy bay ném bom chiến lược tầm xa Tu-22M3 của Nga dự kiến sẽ tham gia hoạt động này. Một số oanh tạc cơ được xác nhận đã có mặt tại căn cứ không quân Kemim. Truyền thông Nga nhấn mạnh, vào đầu năm nay, Nga cũng đã nâng cấp đường băng và sân đỗ của căn cứ không quân Hemin, cho phép oanh tạc cơ Tu-22M3 có thể triển khai thường trực, tạo thuận lợi cho việc tung phương tiện này vào chiến trường elite. Nga tố toan tính của Ukraine nêu nhận định về thượng đỉnh Putin-Zelensky. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định hiện chưa có triển vọng về một cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky. Nga thường xuyên tố cáo Ukraine về việc không sẵn sàng tuân thủ thỏa thuận Minsk, cho rằng đây chính là trở ngại cho khả năng tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Nga và người đồng cấp Ukraine, mặc dù ông Putin đã sẵn sàng cho cuộc gặp. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky cũng tỏ ra đã sẵn sàng có cuộc tiếp xúc với người đồng cấp Nga, song cho rằng đội ngũ của ông Putin không muốn họ gặp nhau trực tiếp vì sợ rằng cuộc gặp thượng đỉnh có thể tạo ra một kết quả bất ngờ. Liên quan tình hình miền đông Ukraine, ngày 17 tháng 10, Tổ chức An ninh và Hợp tác ở châu Âu, OSCE,
thông báo tạm dừng hoạt động phái bộ ở khu vực này sau khi xảy ra một số vụ biểu tình ở gần trụ sở phái bộ tại Donetsk. Trước đó, khoảng 200 người biểu tình đã đụng độ với những quan sát viên OSCE để yêu cầu trả tự do cho một quan chức của lực lượng phiến quân đã bị quân đội Ukraine bắt giữ tuần trước. Thời gian qua, phái bộ của OSCE tại miền đông Ukraine đã phải đối diện với nhiều cuộc biểu tình do lực lượng ly khai tổ chức. Tuy nhiên, lần này người biểu tình đã chặn đường vào khách sạn, nơi các quan sát viên của OSCE lưu trú. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý đón xem tới cuối bản tin của chúng tôi. Nếu thấy hữu ích, quý vị đừng quên chia sẻ tới nhiều người cùng xem và nhớ đăng ký kênh để đồng hành cùng tin tức 24 giờ. Kính chúc quý vị khán giả hạnh phúc, bình an. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin thời sự tiếp theo.